Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của bản tin Camera Cuộc Sống. Mở đầu bản tin sẽ là tiểu mục ống kính 24 giờ với những thông tin mới nhất trên các lĩnh vực mà chúng tôi vừa cập nhật. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho khách hàng sử dụng điện nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Trong quý 4 năm 2020, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã giảm giá điện, giảm tiền điện cho 337.342 khách hàng với tổng số tiền là 36,2 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2020 là trên 230,6 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, được sự đồng ý của tỉnh cùng các bộ ngành trung ương, một số sở ngành đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã quyết định dừng tổ chức các lễ hội, sự kiện tập trung đông người. Đến thời điểm này, Hội Nhà báo tỉnh đã có thông báo về việc hoãn tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu 2021. Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa đã quyết định không tổ chức lễ hội Lồng Tồng. Tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 21 ngày, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người và giữ khoảng cách nơi công cộng, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thành lập bệnh viện số 3 thu dung điều trị và cách ly bệnh nhân mắc COVID-19 hoặc nghi nhiễm COVID-19. Bệnh viện số 3 được thành lập trên cơ sở bệnh viện đa khoa Hạ Long có quy mô 250 giường. Bệnh viện sẽ giải thể sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. Tính đến cuối ngày 30 tháng 1, tại Hà Nội sẽ có thêm 8 trường cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Tại Thái Bình, từ ngày 1 tháng 2, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh sẽ nghỉ học cho đến khi có thông báo đi học trở lại. Trước đó, học sinh, sinh viên thuộc hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đã được nghỉ học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19 để đáp ứng mục tiêu kép bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, phòng chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021. Hơn một tuần nữa mới đến cao điểm Tết Nguyên đán 2021, song hiện nay giá vé khứ hồi trên trục vàng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh khởi hành ngày 10 tháng 2 và trở lại vào ngày 16 tháng 2 đang có xu hướng giảm mạnh do các hãng bay liên tục tăng chuyến trong cao điểm Tết và giảm giá mạnh để cạnh tranh nguồn khách. Bên cạnh đó, lượng cung ghế trên toàn mạng bay nội địa tăng nhưng lượng hành khách có xu hướng giảm vì lo ngại dịch bệnh đã khiến giá vé máy bay Tết Tân Sửu 2021 liên tục giảm. Nghị định số 145 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, chủ nhà khi thuê người giúp việc phải ký hợp đồng bằng văn bản. Đây là quy định cần thiết để hai bên có bằng chứng thỏa thuận về những việc phải làm và quyền lợi được hưởng khi xảy ra tranh chấp. Thường thì các gia đình sẽ sử dụng người giúp việc dài hạn trên 3 tháng, nên việc ký hợp đồng sẽ tăng thêm quyền lợi về mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Còn khoảng một tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Càng gần Tết thì nhu cầu mua sắm đồ trang trí càng sôi động. Năm nay, ngoài các món đồ truyền thống như là đèn lồng, câu đối, mô hình bánh chưng xanh hay là phong bao lì xì, thì còn xuất hiện những sản phẩm mới với biểu tượng linh vật châu vàng. Các loại dây kim tuyến có giá từ 10.000 đến 20.000 đồng một dây. Hoa mai, hoa đào có giá từ 20.000 đồng một cành. Lồng đèn với nhiều kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc, giá cả từ 45.000 đến 50.000 đồng cho tới vài trăm nghìn đồng một chiếc. Mùa đông năm nay đã xảy ra nhiều đợt rét đậm rét hại. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc, huyện miền núi Định Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp che chắn chuồng nuôi, đảm bảo nguồn thức ăn dự trữ cho đàn vật nuôi nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, để phòng chống rét cho đàn trâu, gia đình bà Hà Thị Đô, xóm Gốc Hồng, xã Quy Kỳ đã gia cố chuồng trại bằng cách che chắn bằng bạt và gom rơm rạ sau vụ gặt để làm thức ăn dự trữ. Thấy trời rét đậm rét hại thì gia đình cũng chủ động là mua bạt về căng rồi thì là che chắn cho trâu ấm rồi chuẩn bị thức ăn cho trâu từ những gặt xong cái là phải thu rơm đầu tiên. Đấy, thu rơm dạ về để phơi khô rồi là đánh đống vào để dành dự trữ thức ăn cho trâu. Năm nào cũng thế chứ không phải riêng năm nay. Để tránh thiệt hại cho người chăn nuôi do ảnh hưởng của giá rét, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã chủ động phân công cán bộ bám nắm cơ sở, vận động và hướng dẫn bà con
quây kín chuồng trại đảm bảo kín gió, nền chuồng khô ráo, tránh ẩm ướt, gây bệnh cước chân cho trâu bò. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng vận động người dân không thả gia súc vào những ngày nhiệt độ xuống thấp. Nếu mà trong những ngày giá rét về chăn thả tự do thì các hộ chuẩn bị thức ăn để chăn tại hộ luôn, không thả. Định Hóa hiện có khoảng 10.500 con trâu bò. Chăn nuôi đại gia súc đang là thế mạnh của huyện trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Chính vì vậy, công tác bảo vệ đàn vật nuôi mùa giá rét rất được chú trọng. Thưa quý vị các bạn, dự báo trong mùa đông năm nay còn nhiều đợt rét đậm, rét hại khác. Do vậy, người dân cần nắm bắt kịp thời những cái thông tin thời tiết để chủ động các phương án phòng chống rét cho châu bò. Làn sóng COVID-19 lần thứ 3 đã bùng phát tại Việt Nam. Trong những ngày gần đây, nhiều địa phương trong cả nước liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng. Được đánh giá có nguy cơ đối với dịch COVID-19, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch ở cấp độ cao, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống dịch đối với các hoạt động thương mại khi Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề. Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang là những điều kiện không thể thiếu để có thể vào mua sắm tại các siêu thị ở Thái Nguyên trong những ngày này. Ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, người dân cùng với các đơn vị kinh doanh đã chủ động và tự giác tuân thủ các quy định phòng chống dịch nơi công cộng. Trạng thái phòng chống dịch COVID-19 ở cấp độ cao nhất đã được tái lập. Tôi thấy là cái phòng chống ở siêu thị rất tốt, tất cả mọi người đều vào siêu thị đều có đeo khẩu trang cả. Ngay từ đầu cầu cổng vào thì bảo vệ các bạn ấy đã dặn tất cả các khách hàng vào đây là đều cần phải đeo khẩu trang mới được vào rồi. Và bản thân ấy là như gia đình mình ấy là ra khỏi nhà cái là đã đeo khẩu trang rồi chứ không cần đến sự nhắc nhở của mọi người. Hiện tại thì rất là ít khách hàng không đeo khẩu trang thì chúng tôi cũng đã nhắc nhở khách hàng và khách hàng cũng đã đeo khẩu trang vào mua sắm tại siêu thị. Và 100% thì khách hàng cũng đều hài lòng về cái công tác phòng chống dịch của bên đơn vị cũng như là khách hàng cũng ý thức được cái việc dịch bệnh rất là nguy hiểm. Thương mại là một trong những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp của dịch bệnh. Những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, lượng khách hàng và sức mua tại nhiều siêu thị cửa hàng có sự biến động. Để đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch và tiếp tục duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, nhất là trong thời điểm gần Tết Nguyên đán Tân Sửu, khi nhu cầu và sức mua của người dân đang ngày càng gia tăng, các đơn vị doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp phù hợp với nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển hoạt động kinh doanh. Đối với những mặt hàng mà được nhập khẩu từ các tỉnh có nguy cơ lây nhiễm thì siêu thị Minh Cầu chúng tôi thì đã dừng nhập hàng ở những tỉnh đó và chỉ lấy hàng có nguồn gốc và xuất xứ được kiểm dịch rõ ràng. Những cái mặt hàng ví dụ như là nước rửa tay thì siêu thị Minh Cầu thì đã chuẩn bị từ lúc mà dịch từ đầu năm thì lúc nào cũng có rất nhiều sản phẩm nước rửa tay cho khách lựa chọn và giá thì bình ổn giá. Chúng tôi thì mỗi một buổi tối sau ca làm việc thì đã phun diệt khuẩn khắp siêu thị để tránh phòng dịch cho khách hàng và nhân viên. Phòng chống dịch COVID-19 là cuộc chiến cam go, quyết liệt, cần sự chung sức đồng lòng của toàn thể cộng đồng. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, bởi vậy, hơn lúc nào hết, mỗi người dân, đơn vị, doanh nghiệp hãy nâng cao tinh thần chống dịch, không chủ quan, bị động và thực hiện tốt thông điệp 5K, nhất là khi tham gia vào các hoạt động thương mại tại nơi công cộng. Nếu không thật sự cần thiết, hãy lựa chọn mua sắm trực tuyến, một trong những giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Những thông tin về thời tiết ngay sau đây sẽ khép lại bản tin Camera Cuộc Sống ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai. Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày 1 tháng 2. Thời tiết vẫn có trạng thái mây mù bao trùm khắp các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên, gây ra cảm giác âm u mù mịt. Tuy nhiên đến trưa chiều trời sẽ đỡ mây, một số nơi có nắng. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ.